Thưa quý vị, trong kỳ khảo sát chất lượng, trường trung học cơ sở ở huyện Ngọc Lặc và Như Xuân Thanh Hóa, thay vì phát đề môn tiếng Anh đã phát nhầm thành đề môn toán, khiến cho toàn bộ học sinh lớp 9 của tỉnh phải hoãn thi. Ngày 27 tháng 4, toàn bộ 48.500 học sinh khối 9 tương đương gần 2.100 phòng thi ở Thanh Hóa đã phải dừng môn thi toán của kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 năm học 2021-2022, do trước đó có hai trường phát nhầm đề. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng qua, các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức cho học sinh thi môn toán, kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 năm học 2021-2022. Tuy nhiên, đêm 26 tháng 4, các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh nhận được thông báo khẩn từ sở về việc thay đổi lịch thi từ buổi sáng sang chiều ngày 27 tháng 4. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa cho biết, không có việc lộ lọt đề khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 năm học 2021-2022 như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội sở đã yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo hai huyện ngọc Lặc và như xuân cùng với hai trường trung học cơ sở để xảy ra sơ xuất báo cáo giải trình sự việc đồng thời sở đã cử đoàn thanh tra làm rõ vụ việc